khúc trên này nó có các cái lò xo so nhé và nó chỉnh được. Con này có thể chỉnh nhưng mà khi nhà máy nó chỉnh là nó, nó kẹp trì vào rồi. Cho nên về chúng ta không chỉnh được. Oh xin chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về vấn đề gọi là các cái van an toàn các bạn nhé Trong hệ thống thì các cái van an toàn nó cũng là rất quan trọng vì nó ờ uh, lắp rất nhiều trong các cái hệ thống mà hoạt động mà có áp suất đó thì đây cũng là một dạng van an toàn bạn này thì đó đây con này chỉ số của nó đây đó thì đây đây là một cái dòng van an toàn cho cái hệ thống nước Đó, và đây một cái van an toàn tiếp theo đó và đây là van an toàn cho hệ thống ga hệ thống ga của điều hòa ga 134 thì với cái dòng này thì người ta ở có thêm một cái đường ra đây để cho nó đỡ phụt lung tung này quạt xuống dưới đấy người ta bảo to không lo bằng dài mà dài không ngại bằng cong nên là người ta phải làm cụp xuống dưới đây các bạn để khi mà nó phụt ra nó không bị bắn ra ngoài để tránh có thể vào người thì nó rất là nguy hiểm đó con này đây made in atalia đó thì đây thì trên văn an toàn thường nó có các cái Uh, tham số của nó đây các bạn Đấy. Và đây nó đang xét là 28 3 T của nó bằng 50 Cộng 150 độ C tức là nhiệt độ Đấy. Âm 50 đến 150 độ C Tức là nó hoạt động được ở cái giải nhiệt độ rất là rộng Ka là Đi đây đó thì các cái van an toàn này thì nó hoạt động như nào ra nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ thì thông thường ở trên này này cái khúc trên này nó có các cái lò xo so nhé và nó chỉnh được con này có thể chỉnh nhưng mà khi nhà máy nó chỉnh là nó kẹp chì vào rồi cho nên về chúng ta không chỉnh được thì khi mà cái áp suất lò xo so, ví dụ như nó tính là 13 chẳng hạn à, khi nó đặt là 13 đúng ạ thì nó tương ứng với cái lực của cái lò xo so lén xuống 13 thế khi thằng khí hoặc thằng nước ở à bên dưới này nó vì một lý do gì đó nó giãn ra hoặc là nó tăng áp suất quá cao đi tăng ở dưới ngưỡng thì nó không à, việc gì nhé các bạn nhé nhưng mà tăng quá cao đến cái mức mà thắng được cái lò xo này thì cái lượng ga nó sẽ phọt ra hoặc nước cũng vậy nó sẽ phọt ra đây thì tùy vào cái hệ thống mà cái căn chỉnh cho cái áp lực này với cả các loại van nó sẽ có các cái áp lực khác nhau chứ nó không phải là các cái hệ thống giống nhau nhé các bạn nhé thì uh, uh, thường nó đặt uh, mình thấy là uh, nó hay đặt là áp suất khoảng một uh, lần cái áp suất làm việc đấy đó là người ta cũng hay đặt như vậy để khi mà nó giãn đến 1,5 lần thì uh, nó sẽ xì ra và làm giảm áp suất tránh vỡ các cái hệ thống khí và vỡ các cái hệ thống mà có cái áp lực nước ở trong Đấy. đối với các cái hệ thống nước áp lực nhé, như có thể là các cái boiler thì đấy nó cũng cơ bản nó như vậy. thì các bạn có thể hiểu là nó giống như là cái núm xì hơi ở trên các cái nồi áp suất đấy, các cái nồi áp suất mà chúng ta dùng linh trương ấy thì cái sức nặng của cái quả ở trên cái vùng nồi ấy, đấy, thì nó tương ứng với cả cái áp lực của cái lò xo đẩy xuống và cái khí thì nó từ trong nồi nó đẩy lên. Nhưng khi mà vượt quá cái ngưỡng đó thì nó sẽ phì ra ngoài. đó thì cái van an toàn nó đơn giản là như vậy thôi. nó sử dụng rất nhiều trong các hệ thống uh, áp lực, các hệ thống uh, điều hòa không khí, hay là ngay cả những cái máy nén khí nó cũng dùng các bạn. Nhỉ? nhưng mà nó nhỏ hơn. đó thì đây là một trong những cái linh kiện mà tương đối là phổ biến. đó thì khi mà lén thì chúng ta chú ý là 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 phải tháo cái van an toàn này ra bịt vào để mà lén thử Đấy, còn nếu không mà lén áp lực mà quá cao ấy, thì nó sẽ phì ngay van an toàn chỉ lén khi mà 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 à, van an toàn nó chỉ lắp được sau khi mà cái hệ thống nó đã test tất cả các cái uh, độ bền thử độ bền này, thử độ kín thì nó mới nắp cái van an toàn này vào bạn thì uh, cũng có rất nhiều các cái van an toàn mà sau khi mà nó kích hoạt thì đóng trở lại nó bị bẩn ấy. Nó bị bẩn nó làm kênh lên Đấy Nó dẫn đến là nó cứ xì thôi Đấy. Thì cái này Nếu mà chúng ta lén nào phải chú ý phải lén căng quá nó kênh ra phát là Có thể nó hở Đấy nó có thể các bạn ạ Còn về cơ bản thì Đa số cái van này khi mà uh, Nó phì xong mà cái áp lực nó tụt xuống rồi ấy, Thì nó lại đóng trở lại như cũ Đó là cái van nó tự phục hồi được nó không để van nổ các bạn nhé, nó là van mà khi phì xong nó sẽ tự phục hồi. Đó. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở video khác.